Theo quy định, khi lưu thông qua các chốt này, người dân sẽ phải có các giấy tờ như chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, giấy phép lái xe theo quy định. Trường hợp người dân đến từ vùng dịch mà không có giấy xét nghiệm âm tính sẽ buộc quay đầu, không được vào địa bàn thành phố. Là Hà Nội có nắm được danh sách của các công nhân làm ở khu công nghiệp và có giao cho tổ COVID cộng đồng ở tại địa phương và có nắm di biến động của các đối tượng đấy. Và thứ hai cũng tuyên truyền khuyến cáo các trường hợp đấy là phải thường xuyên có xét nghiệm để lúc nào trong mình cũng có đầy đủ các loại giấy tờ và sẽ rất thuận lợi khi đi ra đi vào thành phố. Ghi nhận tại điểm chốt số 4 trên quốc lộ 5 trong buổi sáng nay, 100% xe khách đi qua đây đều được dừng và kiểm tra từng hành khách, danh sách, điện thoại, lộ trình di chuyển, trong đó có những trường hợp sốt đã được xét nghiệm nhanh. Sau khi làm cái test nhanh sàng lọc COVID thì cái trường hợp này đã âm tính. Sau 30 phút thì chúng tôi đã đưa hành khách và cùng toàn thể cái xe đó tiến hành lưu thông bình thường. Đặt giả thiết nếu như trường hợp đó mà khẳng định dương tính thì tất cả những cái hành khách trên xe là chúng tôi sẽ đưa vào cách ly tập trung tại một chỗ. Sau đó thì sẽ điều tra sàng lọc tất cả những trường hợp đó và lấy mẫu toàn bộ cái hành khách trên xe đó. Thế còn nếu như mà làm khẳng định PCR mà âm tính thì chúng tôi cũng giải phóng cái bệnh nhân đó và toàn bộ cái hành khách trên xe. Tuy nhiên, vẫn có nhiều trường hợp chưa nắm rõ được các quy định nên thiếu giấy tờ cần thiết và đành phải quay về. Xe của em là có lệnh đi hàng ngày hôm nay. Thế nhưng mà vấn đề bây giờ, ví dụ Hà Nội là đêm qua mới ra cái công văn khẩn đấy. Thực sự bọn em không thể chuẩn bị kịp mà bây giờ khi mà xảy ra yêu cầu như công an hiện tại như các anh đúng không? Yêu cầu em phải có giấy thì bắt buộc em phải có thời gian thấp nhất là trong vòng một ngày. Ví dụ như COD bây giờ của Hà Nam bây giờ là bây giờ em lấy mẫu thì ngày mai em mới có giấy được. Thế nhưng vấn đề yêu cầu bây giờ, cái chuyến hàng của em là khách hàng họ yêu cầu là bây giờ phải trả xong cho họ hoặc lấy, đúng chưa? Thì có nghĩa bây giờ em bắt buộc phải đi trong vòng ngày hôm nay, bây giờ em đã không về Hà Nội và em đã đi ra ngoài. Em về chứ em không về Hà Nội. Trong buổi sáng nay, mặc dù lưu lượng xe tại các điểm chốt khá lớn nhưng không xảy ra tình trạng ách tắc. Công an thành phố Hà Nội cũng khuyến cáo để giảm áp lực tại các điểm chốt, người dân không ra ngoài nếu không có việc thực sự cần thiết. Ngoài ra, chính quyền các địa phương cần đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai tiêm vaccine hoặc xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các tài xế chở hàng để giảm thời gian kiểm tra, hạn chế tình trạng lái xe phải quay trở lại khi không đủ điều kiện.